Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu mọi người món chuối sáp đột biến độc lạ nha mọi người. Đây là giống chuối sáp thật thụ mà đột biến rau chuối khoai nè mọi người. Bây giờ tái nó chưa có no đầy, chưa có ruột nhiều, nó hơi là còn gân nhiều mọi người. Mọi người thấy nó bự ghê, cái chuối xiên mới chơi mà vỏ nó còn dày lắm. Đây là thân chuối sáp, mọi người nhìn để ý nha. Dân Bến Tre mình nhìn chuối sáp là họ biết liền. Chuối sáp thân rất cao, lá rất cao, thẳng đứng mọi người. Đứng nó nổi mà gió nó xé lá rách luôn mọi người thấy không? Đó. Đó, nó là thân chuối sáp nguyên thủy mọi người nè. Xuống hai cái góc nó luôn nè. Đó. Một góc nó hiện tại có hai thân, có hai cây lớn, cây con đó mọi người. Hai cây lớn mà cây lớn một cây thì nó trổ một buồng chuối sáp. Đúng thật sự, mấy bên kia có buồng chuối sáp quay đúng hay không? Mình lên đang đứng trên cao không di chuyển được mọi người ơi. Đó, buồng chuối sáp thật sự đứng một chỗ quay thôi. Cái giá quay phim của mình lên nó cũng vừa bị gãy nên đứng cầm trên ghế nó cảm thấy rung quá. Đó, mọi người thấy chưa? Ai mọi người nghe thường thường là lan đột biến hay cái thứ gì đó, cây giống như nào thì đột biến cũng có mà. Chuối sáp đột biến là thật sự mới nghe nha mọi người, còn đây là buồng chuối sáp nguyên thủy thật sự mọi người, là những bụi kế bên nè. Đó. Còn bụi này bụi nguyên thủy là chuối sáp nó mà nó ra đột biến là chuối sam, cái chuối khoai mọi người, mình nói bậy. Mà giống chuối khoai dùng mình thì ít ai trồng lắm mọi người, tại vì nó ăn không ngon mọi người, giá trị kinh tế nó thấp, người ta không mua chuộng, họ ít trồng chứ gì hết trơn á. Chuối khoai trái nó bự hơn chuối sáp nhiều. Chuối sáp thì trồng có giá trị kinh tế cao, thành ra dân dùng mình họ trồng chuối sáp rất là nhiều. Để khi nào nó chín rồi có trái đó, thì cả nó có ruột mọi người. Chín ruột to rồi đốn ông anh mình đốn mình xin một rã ăn thử xem sao. Không biết mình livestream lên rồi không biết. Có ai mà thích sưu tầm hàng độc lạ tìm ông anh mình mua, lúc đó mình khỏi ăn luôn. Mọi người thấy chưa? Tôi nay mình nghe nói là lan đột biến hay là nhãn đột biến thì có nghe thì họ thủ phấn. Còn ở đây là chú đột biến mà chú làm những cái thủ phấn. Mà xung quanh khu này thì cũng chẳng ai trồng chú khoai mọi người. Mà nó đột biến đó chú khoai mọi người, nhìn lại đi chưa. Mình nhìn kỹ cho mình nha. À. Lại chưa mọi người. Đứng cầm máy xíu cho mọi người ngồi coi nè. Anh xung quay lúc 2 giờ chiều mọi người. Ánh sáng nó chiếu nó ngược hay sao không rõ lắm. Cái này nó không đẹp như lan đột biến này kia hay là mấy giống cây khác, nhưng mà nó độc lạ mọi người. Lần đầu tiên nghe giống chuối sáp mà đột biến ra chuối khoai luôn mọi người. Đó. Mọi người nhớ xem kênh của Linh ủng hộ nha. Đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Linh nha. Nhớ là chia sẻ cho qua trang cá nhân mọi người, cho mà gia đình con cháu bạn bè đều biết mọi người ơi. Thì cái này là lạ. Biết để mà biết đến để mà những cái lạ, thiên nhiên tạo lạ, cái lạ mình thấy thôi, ít ai thấy được. Từ đời ông đời bà tới mình hay đời cha mình cũng chưa giờ mình nghe được nó cả. Tới đời mình hôm nay là 40 mấy nồi bánh tét mình mới thấy nha mọi người. Thấy chưa, tái nó to, rất nhiều tái mọi người. Nãy giờ nha, đếm thử rồi. 1, 2, 3, 4, hình như là cũng 8 nãy mọi người ơi. 8 nãy một chót vậy á, nhiều lắm. Đây là giống chuối sáp. Chuối sáp xứ mình thì ai nói, ai có tay ai cũng biết rồi. À, giống chuối sáp và giống chuối ăn với nó làm rất ngon, trái nhỏ ruột vàng, nấu nhú chín nấu ăn là rất là ngon. Ai ăn một lần là không bao giờ chê là dở cả. Chào tạm biệt mọi người nha.